Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Đình Thăng, đến từ phòng truyền thông của Mark Home. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì những mẫu nhà vườn mái Thái càng ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là ở các khu vực miền quê, bởi vì kiểu dáng đẹp phù hợp với quỹ đất rộng và giá thành thi công lại rất hợp lý. Vì thế hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn thêm một lựa chọn về mẫu nhà vườn mái Thái do Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho nhà chị Kim tại Tháp Người, Đồng Tháp. Như quý vị và các bạn đã thấy thì ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật nhất là hệ mái Thái nhiều cấp màu xanh, kèm theo một số hệ thống phào chỉ làm cho ngôi nhà trở nên độc đáo nhất trong khu vực. Ở đây thì chúng tôi thiết kế theo gam màu lạnh với màu trắng kết hợp với màu xanh làm cho công trình trở nên trẻ trung và hiện đại. Phần cột chúng tôi thiết kế một hệ thống phào chỉ làm điểm nhấn cho khu vực sảnh và sơn màu giả đá để tiết kiệm chi phí cho gia chủ. Nếu quý vị và các bạn thích có thể thay đổi bằng đá tự nhiên. Phần đế công trình chúng tôi làm bậc tam cấp để tạo sự cân đối về bố cục cho công trình. Và khu vực bậc tam cấp này chúng tôi ốp hoàn toàn bằng đá tự nhiên. Phần chân tường được chúng tôi ốp bằng gạch giải đá giúp công trình luôn luôn sạch sẽ, không sợ ẩm mốc trong quá trình sử dụng và dễ dàng vệ sinh. Phần mái thì được chúng tôi lợp bằng ngói lô man tích, đất bền màu theo thời gian. Phần cửa chính thì được chúng tôi làm bằng gỗ căm xe của Lào. Loại gỗ này thì cho màu sắc đẹp, độ bền cao và giá thành lại rất hợp lý. Toàn bộ phần cửa sổ thì được chúng tôi làm bằng hệ nhôm sinh pha vân gỗ và kính an toàn 2 lớp cho độ bền cao, không sợ ảnh hưởng bởi thời tiết nắng mưa. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn hệ nhôm Việt Pháp cho giá thành hợp lý hơn. Đặc biệt là công trình này có 2 sảnh, một sảnh chính và một sảnh phụ với kích thước lớn, tạo nên một hình khối đồ sộ, sang trọng và nổi bật. Xung quanh khu vực sảnh chính thì chúng tôi có bố trí khu vực để trồng hoa và cây cảnh, mang lại không gian xanh tới cho ngôi nhà. Muốn đánh giá về một ngôi nhà có hoàn hảo hay không thì chúng ta không thể nhìn qua hình thức bề ngoài mà phải tìm hiểu qua mặt bằng công năng, xem có được thiết kế tối ưu về diện tích cũng như phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng thành viên trong gia đình hay không. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu mặt bằng công năng của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì có diện tích là 128m² với một chiều là 16m và một chiều là 8m, được bố trí là một phòng khách, 3 phòng ngủ và một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đầu tiên bước vào sảnh chính là không gian phòng khách với diện tích là 17m², kết hợp với khu vực sảnh đón cho một không gian phòng khách rất là rộng. Ở đây chúng tôi có bố trí đầy đủ nội thất như là bàn, ghế, kệ tivi. Ngoài ra chúng tôi còn mở cửa sổ với kích thước lớn để lấy gió và ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng cho căn phòng. Kế phòng khách là không gian phòng bếp và phòng ăn với diện tích là 20m², được ngăn cách với phòng khách bởi một hệ tủ, có thể sử dụng làm tủ đựng rượu hoặc để những vật dụng decor. Ở khu vực bếp thì chúng tôi có bố trí một bàn ăn phù hợp với 6 người. Cạnh đó thì là khu vực nấu ăn với diện tích lớn, thoải mái trong việc sáng tác đồ ăn. Với những mẫu nhà biệt thự vườn như này, Mark Home luôn tận dụng những không gian để mở nhiều cửa sổ. Ở khu vực bếp thì chúng tôi có mở 3 cửa sổ để tạo sự thông thoáng và lấy ánh sáng gió tự nhiên. Ngôi nhà này thì được chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ, một phòng ngủ với diện tích 16m² và 2 phòng ngủ với diện tích 14m², được bố trí đầy đủ các nội thất như là giường, tủ, kệ tivi và bàn trang điểm. Theo yêu cầu của gia chủ thì không đặt nhà vệ sinh nào trong phòng ngủ, nên ở đây chúng tôi chỉ thiết kế một nhà vệ sinh chung cho toàn bộ gia đình. Và vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn về mẫu nhà một tầng mái Thái do Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Nếu quý vị và các bạn thấy thích mẫu nhà này và mong muốn thiết kế cho mình một mẫu nhà đặc biệt phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 096 445 8888 hoặc 082 813 3333. Hai số này chúng tôi đều có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay chủ nhật. Hiện tại Mark Home đang có các gói ưu đãi cực lớn trong tháng 8 và tháng 9, giảm 10-20% chi phí thiết kế, hoàn trả 100% chi phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công trọn gói, chiết khấu 30-80 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công sớm. Quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký sớm để link cho mình những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!